Exeter 135 làm rồi tìm số xe Khánh. Đang tháo ra nha anh em. Rồi bị tuột nặng anh em ơi. Côn cắt không hết. Bộ số nặng. Đang tháo ra nha anh em. Thời gian làm khoảng nửa tiếng nha em. Rồi tuột láng nó o luôn nha em. Để cho ông nội láng. Tuột có chưa ba tinh nha em, nè anh em coi ha. Cho ông nội hư hết. Không còn độ bám nữa. Cái này chủ xe nó chạy đổ 50 bàn xăng mà chạy có một vòng là hết rồi anh em ơi. Hao xăng cực kỳ. Rồi hư rồi. Anh em nào xe chạy hao xăng rồi không bốc. Được, qua tiệm khác làm ha. Bao tiền ngon lành cho anh em. Thôi kịp cắt bỏ rồi đó. Rồi chào anh em ha, để mình tay mình làm cái đó.